Sau khi chương trình Chân Trời Ước Mơ phát sóng, trường hợp của em Bùi Thanh Thiên, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, đại diện tập đoàn Thiên Tân đã đến thăm và trao suất học bổng cho Thiên. Thay mặt cho công ty Thiên Tân được đến đây thăm gặp ở gia đình mình, cũng như là sẽ góp một phần sức lực của công ty để cho cháu Thiên nó vững bước hơn ngay hành trang học tập sắp tới. Xin cảm ơn thứ nhất là đài truyền hình đã có sự kết nối để có cái chương trình Chân Trời Ước Mơ này. Thứ hai, rất là cảm ơn đến công ty Thiên Tân đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho những em có hoàn cảnh khó khăn như em Thiên. Đây là một trong những việc làm mà rất là có ý nghĩa, đặc biệt là với cương vị là với nhà trường, với thầy cô giáo thì rất ghi nhận tấm lòng của công ty. Suất học bổng Chân Trời Ước Mơ do tập đoàn Thiên Tân bảo trợ sẽ tài trợ cho Thiên đến khi em học hết lớp 12. Chương trình Chân Trời Ước Mơ tuần này là trường hợp của em Phạm Phương Ý Nhi, học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ. Và hiện tại thì ekip của chương trình đang có mặt tại trường trung học cơ sở Phổ Ninh, và bên cạnh là cô Thu, phó hiệu trưởng của nhà trường. Em Phạm Phương Ý Nhi là học sinh lớp 6B, hiện đang học tại trường trung học cơ sở Phổ Ninh. Em ấy là một sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em ấy mồ côi mẹ mất trong đợt dịch Covid-19. Mẹ để lại ba chị em. Hiện nay ba chị em sống với ông bà nội tại phường Phổ Ninh. Bố của em ấy thì làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp không ổn định, thu nhập thì thấp. Mặc dù em ấy sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, tuy nhiên em ấy rất là nỗ lực trong học tập. Và kết quả kỳ thi học kỳ 1 vừa rồi, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Và đặc biệt là trong các hội thi BRAP quốc gia được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, và em ấy đã giành điểm khá cao, nằm trong top 3 của kỳ thi và đạt giải giỏi. Thì ngoài cái hội thi trên, em ấy tham gia rất là nhiều hội thi khác, ví dụ như hội thi học sinh giỏi, hội thi IOE, hội thi tuyên truyền cái giới thiệu sách. Diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ và luôn thay đổi. Còn khí hậu thì diễn ra. Con tên là Phạm Vũ Nhi, hiện tại đang học lớp 6. Nhà con thì đang có ba chị em sống với ông bà. Ba thì làm trong Sài Gòn, với lại mẹ đã mất. Dạ, từ lúc mà mẹ mất á, thì con rất là buồn, sợ là sẽ không nuôi chăm sóc nổi cho hai em. Nhưng mà khi mà về đây với bà thì con đã có thêm lực để mà nuôi được, để mà nuôi cho hai em lớn thành người. Tôi là Lê Thị Ngạc, 82 tuổi. Rồi bây giờ cháu thì hoàn cảnh của cháu là bây giờ nó dễ ăn mại, nó sống quá. Bây giờ tôi cũng lớn, cố gắng là chăm cháu được mất nào thì cháu nó vừa mất đó. Ông nội bà nội ở quê mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà bởi vì mình thương cháu mình, nó còn nhỏ quá, tội nghiệp nó. Cho nên là bây giờ hết sức mình để lo cho các cháu bằng mọi giá. Dạ, mấy ông bà cũng gọi là khổ, nên thường là con hay phụ ông bà làm những cái công việc như là quét sân, rồi chăm cho mấy em, rồi phụ bà mấy công việc ở dưới bếp. Tôi
tôi bây giờ cũng cố gắng cũng nói cháu, cũng phiền cháu, giờ con cố gắng còn học. Bây giờ mẹ không có, mà sống với ba thì ba ở xa xui quá. Thì con cố gắng ở với ông nội thì con phải ngoan ngoãn, thì ba để cháu nó ngoan ngoãn, thôi chứ không có một cái gì mà nói lẹ nó qua ấy chứ. Biểu sao thì nghe dạy có gì ăn đó, đâu. Khi mà mẹ còn sống á, thì trong đó mẹ làm cái toán để nuôi ba chị em. Ba thì nghề nghiệp không ổn định, lúc thì làm hồ, lúc thì chạy xe. Mà tới bây giờ nếu mà mẹ mất rồi thì ba không có đủ khả năng kiếm tiền nuôi ba chị em, nên là phải gửi ba chị em con về đây để sống với ông bà. Ba đi cháu ấy nè, nhưng mà nhất là con lớn, tuy rằng nó còn nhỏ quá, nó cũng chưa lo đầy đủ, nó cũng chưa biết gì cái chuyện về lo cho em đó mà, nhưng mà tuyệt vời. Cái thứ nhất là ông bà nội rất phấn khởi là cháu nó học giỏi, nó học được. Nên mình nghĩ là nếu như nó làm bà chị thì trong tương lai nó sẽ gánh vác em nó được. Đấy là ông bà mong muốn vậy, nhưng mà sự thật là được, nó rất là ngoan. Nghe lời ông bà, già dỗ em, lo chiều là bà nội lo nấu cơm thì nó lại lo cho em nó là tắm rửa, quét dọn, rồi nó cũng phục vụ đầy đủ, cho nên là ông bà nội hy vọng là cháu Yên Nhi nó sẽ gánh vác cho em nó nhỏ sau này chắc là đàng hoàng được. Dạ, những cái điều mà con muốn làm thay với mẹ con là chăm sóc hai em để nuôi hai em lên người. Rồi hứa với mẹ là học tập giỏi để có thể phụ giúp ba với ông bà. Thank you. Thank you. I want a t-shirt like that. I want a t-shirt like that. You can buy it. At that shirt? Can I have a look at that t-shirt? Sure. Sure. It's 50,000 dong. It's $50,000. Thương nhiều lắm, nhắc nhở cháu ngoan ngoãn trong nó ăn hạt. Tôi đến nơi đến chốn là ước nguyện của bà nội, ông nội. Nhưng không có được tới đâu thì mừng tới đó thôi chứ giờ không. Thấy cô chứ giờ mình biết sao sao mà mình nói. Bữa nay mình dài với mẹ mình sót nữa thì sao. Ngày nay mình dài với ngày mẹ biết sao rồi. Mình phấn núi rồi thì cháu mình đi đâu. Về đây thì con được dành nhiều sự yêu thương từ hàng xóm, cô dì chú bác. Như là thường thì khi mà có đồ ăn thì hàng xóm thường chia sẻ cho ba chị em con. Rồi khi có đồ ăn thì cô dì chú bác cũng đem tới để nấu cho tụi con ăn. Rồi thì thường là sẽ mua thêm những đồ dùng học tập cho tụi con. Rồi mua đồ cho tụi con, những cái đồ mà tụi con cần thiết. Vì đây thờ dân thì bà con á bóp con đồ kia thấy nó thờ cháu vậy, nhiều thấy ba mình ba nó vậy mà hậu quá ba đứa cháu ba đứa con vậy, em cũng thương thấy cũng mau cái này cho ghê mới gì thì nó thiệt, nó cũng nhờ bà con thì nó cũng đầy đủ, nó chỉ cái cô vậy thôi thì. Nghĩa là với điều kiện hiện tại thì có thể con sẽ phải nghỉ học để dành dụm số tiền cho hai em đi học. Nhưng mà con vẫn mong muốn là được tiếp tục đi học để có thể truyền lại cái kiến thức cho hai em. Chân trời.